Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày thứ Bảy 10 tháng 9 năm 2011, tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Hero thuộc thành phố Westminster, Nam Carolina, đã có buổi triển lãm tranh của họa sĩ Hoàng Quỳnh, một người đã có nhiều buổi triển lãm trong nước trước năm 1975 và sau này tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin giới thiệu họa sĩ Hoàng Quỳnh, ông sẽ nói sơ qua về nghệ thuật hội họa và những buổi triển lãm tranh của ông. Dạ vâng, kính thưa anh Phan. Kính thưa anh. Tôi hôm nay chúng tôi có cơ duyên để được trình bày tác phẩm nghệ thuật của tôi. Thưa anh, chủ đề nghệ thuật hội họa cả một thế giới sắc màu huyền diệu sinh động sâu thẳm của thế giới trừu tượng hay ấn tượng mà chúng tôi là người, cho nên chúng tôi phải có nhiệm vụ để vẽ những tác phẩm làm thế nào để đưa đến cho quý khán giả được thấy những cái hình ảnh của nghệ thuật, trong đó có đường nét màu sắc để nói lên những tâm tình, tâm tư sự Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng buổi triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Vinh. Phòng tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Vinh được cắt băng khai mạc với giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu đại tá Lê Bá Khiếu, thượng nghị sĩ Lokoria và nghị viên Dina Nguyễn. Rất là cực khổ, trong không phải ngày hôm nay không, mà trong tất cả những
hôm nay của họa sĩ Hoàng Vinh. Thì như quý vị đã biết là họa sĩ Hoàng Vinh là cái người đã từng có những cái tác phẩm nhiều năm nay. Ông đã gần như là dấn thân vào cái con đường nghệ thuật từ nhiều năm trước năm 1975. Thì ông đã từng có những cái tác phẩm triển lãm ở bên Việt Nam nhiều năm, và từ năm 75 đến bây giờ thì hầu như là năm nào ông cũng có những cái tác phẩm triển lãm ở những cái gallery, những cái art center hay là những cái thư viện. Thành ra nói đến Hoàng Vinh thì là tất cả chúng ta đều ít nhiều biết về cái sự nghiệp của anh như thế nào. Tuy nhiên anh cũng đã đạt những cái phần thưởng rất là tốt đẹp. Anh mời anh vào anh. Vào. Yes. He said, I said, I work for you, and he said, I work for you. Mm-hmm. So that's fair. And today, I talk about you. You should come here and say some words about us. Is that fair? Okay. Please come up. Good morning. Xin kính chào quý vị. First of all, I want to say, Mr. Hoàng Vinh, thank you very much for sharing with us the work of your life with the community, of course. As I look around these beautiful pictures today, I cannot help but admire the beauty of humanity. And as I was walking around some of those pictures also, I see also the tragedy of humanity, the tragedy of the loss of freedom in Vietnam, the horrors of some of the battles of the Vietnam War. At the end of the day, again, I thank you for sharing all of this work with all of us today. Mr. Hoàng Vinh, if I can have you up here, please. I just wanted to say again, thank you very much. You. Thank On behalf you. Of all our constituents, thank you very much. Wow. Let me give you this humble certificate as appreciation thank of the State Senate and of our constituents. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Senator. I would like to say thank you very much, Senator. Thank you. Gia tài và cái con đường của anh Hoàng Kim Ri không phải mới với bà và bạn bè và nhiều năm ở trên quê hương Việt Nam. Họa sĩ Hoàng Kim Ri là Hoàng Kim Ri là người sinh trưởng ở Huế. Ông đã tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật Huế, dạy hội họa. Ông lại còn là cựu sĩ quan hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã triển lãm rất là nhiều lần ở trên đất nước Việt Nam thân yêu và đã được Hội đồng Văn học Nghệ thuật chọn để triển lãm danh dự toàn quốc do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sáng lập tại Thư viện Quốc gia Sài Gòn vào năm 1973 và năm 1974. Ông đến Mỹ năm 1975 và ngay vào năm 1975, tranh của ông cũng đã đi vào cộng đồng. Giải nhất về Rotary International tại California năm 1988, giải danh dự Pacific Arts California 1990, giải ba Hội Artist Orange California 1991. Hoàng Vinh đã triển lãm nhiều lần tại các thành phố thuộc County Los Angeles, hội viên Hội Nghệ thuật Pacific Palisades California và Los Angeles, đã xuất bản tập nghệ thuật hội họa và thơ song ngữ Full Color. Kính thưa quý vị, đó là những gì mà giáo sư biết về phần trong sự nghiệp hội họa của nhà Hoàng Vinh. Bây giờ đây, để biết rõ hơn, giáo sư xin mời họa sĩ Hoàng Vinh bước lên diễn đàn. Good morning, ladies and gentlemen.
Chúng tôi xin kính chào mừng quý vị. Sự hiện diện của quý vị là một phên hành cho chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được mạo muội để nói lên những tác phẩm nghệ thuật hội họa mà tôi đã say đắm chu du theo lãnh cung màu sắc đường nét, để nói lên những nỗi niềm đam mê nghệ thuật trong những cuộc đời của người nghệ sĩ và sau những chuỗi ngày dài trên đất hải ngoại. Người họa sĩ có lúc sống phiêu bồng trải dài trải rộng cả thời gian và không gian qua những hình ảnh màu sắc đường nét sinh động sâu thẳm của thế giới trừu tượng hay ấn tượng, và cả một tiến trình tuyệt vời trong trí ức của người họa sĩ khi đối diện trước cảnh thiên nhiên. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình bày những tác phẩm để quý vị thưởng ngoạn cũng như luận bàn với những nỗi niềm ẩn giấu mà đã được giấu kín trong tác phẩm nghệ thuật hội họa. Kính thưa quý vị, nghệ thuật hội họa là cả một chiều sâu bao la vô cùng tận của vũ trụ mà mỗi một họa sĩ chúng tôi phải chuyển hóa giữa thiên nhiên với tâm cảm của mình qua những đường nét và màu sắc để biến chuyển cảnh trí trở nên kỳ diệu, hầu đưa đến cho giới thưởng ngoạn một lối nhìn say đắm và thích thú. Nói đến nghệ thuật là cả sự lai láng mộng mơ. Mộng mơ sẽ mang lại cho con người cảm thấy thú vị cũng như cuộc sống được sung túc và thơ mộng hơn. Từ đó tâm hồn được rung cảm, tư tưởng thêm trù phú và được nảy sinh ra nguồn sáng tạo với một chiều sâu thăm thẳm mà tác giả đã gửi gắm tâm tư ở góc cạnh nào đó. Khi đã được khán giả tìm đến tác phẩm nghệ thuật là đã đón nhận những điểm gì biệt khác hẳn hơn những gì mà chúng ta thường gặp phải hàng ngày trong cuộc sống. Và cũng có nhiều tác phẩm với những cảnh trí tuyệt diệu êm đềm đủ để gợi cho người xem tranh mơ ước những cuộc viễn du đến nơi bến bờ xa lạ trong tư duy. Kính thưa quý vị, trong thơ có họa, trong họa có thơ. Vì vậy mà mỗi một tác phẩm của chúng tôi trưng bày đây đều có những dòng thơ để nói lên những cái ý nghĩa của tác phẩm. Từ đó quý vị sẽ thấy được những chiều sâu của mỗi một tác phẩm hiện tại trong phòng tranh hôm nay. Trong lúc quý khán giả thượng ngoạn, nếu có cơ duyên trùng hợp thì nhịp cảm thông được rung động, tư tưởng sẽ bắt gặp những gì mà tác giả đã gửi gắm trong những tấm tác phẩm nghệ thuật. Từ đó quý vị mới cảm nhận được chân giá trị tuyệt diệu của mỗi một tác phẩm nghệ thuật hội họa. Khi quý khán giả thưởng ngoạn những nét bút mà Hoàng Vinh đã gửi gắm qua những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong phòng hôm nay, hầu đem lại nguồn vui thích trong lúc quý vị thưởng ngoạn nghệ thuật hội họa. Lại một lần nữa, chúng tôi xin gửi đến lời cảm mến chân thành với sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay. Kính chào quý vị. Xin cảm ơn họa sĩ Hoàng Vinh. Kính thưa tất cả quý vị, thì không ai có thể nói rõ hơn về ông bằng chính con gái của ông. Vì vậy mà Nhất Phương xin phép được mời bác sĩ Hoàng Thị Xuân Thảo bước lên diễn đàn. Ladies and gentlemen, if we want to know more about artist Hoàng Vinh, no one among us can understand better than his daughter. Please welcome Dr. Hoàng Thị Xuân Thảo. Thank you. Good morning. It's a pleasure to welcome you today to my father's exhibition and to thank you for joining us. My father has used art as one way to express his deepest thoughts, his passion and his experiences in Vietnam, his journey to the United States, and his new life here as a Vietnamese American. Both painting and poetry have allowed him to creatively share very deep and meaningful thoughts. You'll notice as you walk through the exhibit,
Each painting is accompanied with a poem that might lend some insight or perhaps a different perspective. His artwork allows for many different interpretations, and we invite you to explore them through your own imagination and through the filter of your own mind's eye. Again, thank you for your support of his work, and we hope you enjoy your time here. Thank you. Thế Phương xin phép được tiếp tục mời thi sĩ Thái Anh Duy, cựu hội trưởng Hội Văn Quốc Hải Ngoại lên diễn đàn, mời y sư tiến sĩ giáo sư Lê Hồng bước lên diễn đàn. Dạ vâng, xin mời giáo sư Lê. Thưa quý vị, nhà sĩ Hoàng Vinh rất nổi tiếng trong giới văn nghệ của Hoa Kỳ, và những cái triển lãm của ông được rất nhiều những người Mỹ họ ham chuộng. Thành ra không biết nói gì hơn, chỉ xin giới thiệu với quý vị hôm nay đã đến để tham dự buổi hôm nay. Dòng tranh của họa sĩ Hoàng Vinh rất được ngưỡng mộ ở trong thế giới Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp nối luôn chương trình là phần giới thiệu tập sách nghệ thuật hội họa mà anh Hoàng Vinh đã xuất bản. Kính thưa quý vị, tập nghệ thuật hội họa này đã đạt được tiêu chuẩn của ngoại quốc, tức là đã được các tiệm sách trên nước Mỹ đem về nhà sách của mình để mà bán theo cho thị trường Mỹ, bởi vì đó được viết theo song ngữ, tức là viết theo tiếng Việt mà trong đây thì có luôn tiếng Anh nữa. Kính thưa quý vị, anh Hoàng Vinh vừa đưa cho Nhất Phương cái tập sách này, có lẽ là quý vị khi bước vô cũng đã nhìn thấy rồi. Đây là một quyển sách rất là đẹp và in trên giấy láng, giấy dày và màu. Theo như họa sĩ Hoàng Vinh nói thì trong đây có 32 tác phẩm nghệ thuật, mà nếu chúng ta có quyển này, chúng ta có thể cắt ra để mà lộng khuôn và trưng bày, cũng giống như là những bức tranh nhỏ. Và trong đây có thể là cũng có những bức tranh mà chúng ta đang thấy chung quanh phòng triển lãm, phải không anh Hoàng Vinh? Dạ vâng, anh Hoàng Vinh xác nhận như vậy. Thì cái quyển sách này là một kỳ công, và nếu nói về quyển sách này Nhất Phương phải đọc thêm nữa, nhưng mà có sẵn quyển sách này rồi, thành ra Nhất Phương nghĩ rằng là đây cũng đã quá đầy đủ. Và trong đó có song ngữ những bài thơ của anh Hoàng Duy làm và dịch ra tiếng Anh. Vì vậy mà Nhất Phương không ngạc nhiên tại sao những tiệm sách ở trong nước Mỹ lại vừa chịu, nghĩa là phát hành cái tập thơ họa này của anh Hoàng Vinh. Ở trong tiệm sách thì một cuốn này bán là 100 đồng. Có nhiều thì giờ để đi triển lãm tranh. Trong thời gian mà quý vị đi triển lãm tranh thì Nhất Phương cũng sẽ nói thêm về quyển sách này. Đồng thời thì cũng xin mời tất cả quý vị hãy tới cái bàn ở phía sau để mà chúng ta có thể dùng nước và chúng ta có thể ăn sáng, ăn trưa. Tất cả những cái gì ở trên bàn đều là của chúng ta ngày hôm nay hết. Chị quý cơ quan báo chí truyền thông, và xin mời các anh hãy coi đây là một đại gia đình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức tranh và chúng ta sẽ cùng chung vui với lại anh chị Hoàng Vinh trong một ngày trời mưa gió bão bùng mà rất ấm áp ở trong này. Xin mời đại tá và xin mời giáo sư, xin mời anh nhà địa ốc lừng danh trong cộng đồng của chúng tôi. Tôi đã làm rồi nhé, rồi từ từ bạn bè tôi nó sẽ tốt. Xin mời các anh trong các cơ quan báo chí truyền thông cũng đừng ngại, đây là đã nói là gia đình, thì xin mời các anh cùng chúng tôi luôn. Và bây giờ thì dùng, tôi nghĩ rằng là trong đây có rồi đủ thứ hết. Cà phê cà phê. Kính thưa tất cả quý vị, tập nghệ thuật hội họa hầu như quan trọng khi nào một họa sĩ đang còn trong đời biết là có cả cái nghệ thuật có chào mời cứ cứ mời mời tự nhiên thăm từng quê hương rất ý gì, và chúng ta nói là họa sĩ Hoàng Vinh không quan trọng kể mơ nhất tình thật anh tình thật
người xưa cành cua hỏi ai đợi chờ. Gió khuya cành lá vu vơ, bóng mờ dù sương giật giờ nước đưa. Người về nhìn lại cánh xưa, niềm thương nỗi nhớ vẫn chưa tỏ bay. Trên đồi mây trắng vươn bay, dòng sông uyên chuyển chẳng hay chuyện đời. À, trước hết là tôi Minh xin được chúc mừng họa sĩ có một cái buổi triển lãm rất là ấm cúng và những bức tranh quá tuyệt đẹp. Thì xin họa sĩ cho Kim Anh được hỏi thăm là với những cái bức tranh như thế này thì thường thường nó sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian để có thể hoàn tất một tấm thưa, một bức tranh thưa họa sĩ? Dạ vâng. À, kính thưa chị Kim Anh và quý đài, thính khán giả của đài Sài Gòn TV. Thưa, về cái thời gian của những tác phẩm thì sự thật ra nó không có giới hạn thời gian. Từ vì rằng một tác phẩm chúng ta có thể vẽ hôm nay rồi chúng ta còn tiếp tục mãi mãi. Nhưng đương nhiên là khi mà mình khởi hứng lên sáng tác một bước nào thì nó chỉ qua một phần nào đó, rồi từ từ mình có thể thêm lên về sau. Cho nên mỗi một tác phẩm nó có nhiều cái ý nghĩa và nó khác biệt rất xa vời. Dạ vâng, quả đúng là như vậy. Trước khi mà Kim Anh hỏi thêm về những cái chi tiết về những cái bức tranh thì xin họa sĩ chia sẻ một chút với khán thính giả. Và cũng ước mong những cái bức đẹp và những cái bức đẹp và thích nó chưa hoàn tất được là vì lý do rằng thời gian này rồi hôm nào tôi còn sửa thêm nữa. Có thể như vậy vì mỗi khi mình cứ chuyển lần tùy theo cái sở thích của mình đã lên tranh. Còn nếu như chị nói cái bức này tức là có nghĩa là nắng nửa chiều thì sự thật ra điển hình đầu tiên nhất thì tôi cũng hơi mạ mùi để nói lên được cái nét bút gọi là đặc biệt. Đây là một cái kỹ thuật riêng của Hoàng Vinh. Có thể nói hầu như đến giờ này riêng cá nhân tôi chưa thấy một họa sĩ nào vẽ nét bút như thế này. Nếu chị đã thấy ai chị giúp cho tôi thì chắc tôi nghĩ chưa, là chưa có. Đó, rất lạ, phải nói rất lạ và có thể nói rằng chưa từng có. Vì vậy mà Hoàng Vinh đã là trong nghệ thuật. Nó không phải chúng ta vẽ tại chân hay vẽ trừu tượng hay cái gì, nhưng mà làm sao để mỗi một họa sĩ phải khám phá ra một cái nét riêng biệt của mình thì đó mới chính là cái nghệ thuật cá nhân của mình đã đi đến và đã đạt được đến. Sở dĩ các vị nổi tiếng không có nghĩa là tác phẩm đẹp, nhưng mà cái mà gọi là sáng tạo. Cái sáng tạo là một cái điều quan trọng và cái sáng tạo đường nét cũng như màu sắc. Vì vậy mà tôi xin thưa tạm, nhìn vào cái màu sắc, quý vị có thể thấy giống như là một cái đồ cổ mà nó đã lâu ngày, nó rạn nứt và nó có những cái đốm mà gọi là trầm ngâm, lâu ngày rong reo có thể đưa đến. Nhưng mà trong cái rong reo này nó có một cái sang, chứ nó không phải cái gọi là cái đục nha. Dạ. À, vì vậy cái rong reo ngoài đời nhiều lúc nó tạo thành cái đục, nhưng mà rong reo này nó tạo thành một cái sang, một cái sáng chói mà tôi cũng có thể hy vọng là cái tác phẩm này nó còn dài cho tương lai. Dạ. Là vì mỗi tác phẩm của họa sĩ nó không có, có thể nói rằng trong đời họa sĩ đã qua nhưng tác phẩm nó còn lưu mãi ở trong thế gian. Dạ, vâng. Vì vậy mà tác phẩm này tôi muốn nói lên một cái màu sắc, một cái kỹ thuật riêng và đồng thời một cái nét của tôi. Tại vì lý do gì? Điển hình tôi có thể nói sơ qua, đây là một người phụ nữ, nhưng ở background nó có rất nhiều những cái hình dạng ở background rất nhiều, mà mỗi thời gian chúng ta phải thấy những cái hình dạng đó khác đi chút. Vâng, đúng thế. Bây giờ tại sao mà một thiếu nữ đang cảm thấy một cái có nỗi nào buồn cho nỗi nắng nửa chiều? Nếu quý vị nào, quý vị đúng, vì rằng cái nắng nửa chiều khi mà mình có một cái tâm sự, có một cái nỗi buồn, có một sự xao xuyến, hầu hết nó đưa đến cho
trong lúc nắng nửa chiều. Vì sao? Vì lúc đó mình cảm thấy nó có một cái thời gian để nhìn lại ở thế đời và nhìn lại cái hiện tại của trong cái thời gian. Vì thời gian đó cũng báo hiệu cho là chúng ta cũng là nó đã sắp về chiều. Nó có nhiều cách nghĩa, chứ nó không phải một nghĩa. Vì vậy, nhưng mà nghĩ rằng buồn rồi cũng làm cái gì, hay là vui rồi cũng làm gì, rồi nó thời gian cũng trôi qua. Cho nên chúng ta phải dẹp, chuyển cái ý nghĩ đó đi, để tạo thành một cái niềm vui phấn chấn lên, để từng giờ từng phút để chúng ta được hưởng cái an lạc hơn. Còn cứ ngồi mà nỗi buồn hoài thì nó cũng buồn rồi. Dạ vâng, cảm ơn họa sĩ. Thật sự thì Kim Anh không hiểu biết nhiều là về nghệ thuật, nhưng mà càng nhìn bức tranh thì Kim Anh càng thấy có một sự thu hút, nó có một cái chiều sâu. Và kính thưa quý vị, rất là đặc biệt trong cái đặc biệt nhất ở những cái tác phẩm của họa sĩ Hoàng Vinh. Nhưng mà bên cạnh đó, Kim Anh thấy rằng là mỗi một bức tác phẩm họa sĩ có một cái title, một cái tên rất là đẹp, mà bên cạnh đó lại có những cái câu thơ rất lạ lùng để chúng mình đọc cho quý vị nghe. Đây là bức tranh Nắng Nửa Chiều, thì cái câu thơ như thế này: nắng chiều ẩn hiện lưu ly, nỗi buồn lấp lánh rèm mi não nề. Thì có thể đó là một cái chút nó như là cái diễn tả về cái bức tranh, phải không ạ? Vâng, dạ đúng vậy. Thưa chị Kim Anh, sở dĩ mỗi tác phẩm của tôi đều có hai dòng thơ, vì rằng tranh... Họa sĩ có thể nói một chút về cái bức tranh này không ạ? Dạ vâng. Dạ kính thưa chị Kim Anh, kính thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn TV. Thưa, cái tác phẩm này thì sự thật ra tôi vẽ cũng đã lâu, mà đến giờ này cũng mới gọi là tạm hoàn tất thôi. Là vì như thế này, một cái chiều sâu mà có thể nói rằng ít vị mà nghĩ đến, hoặc là nghĩ đến thì cũng không phải như là họa sĩ Hoàng Vinh nghĩ. Cho nên mặc dù Hoàng Vinh nghĩ nhiều lúc có thể sai, nhưng mà đó là như Hoàng Vinh đã thường nói, là cái thấy của Hoàng Vinh nó khác hơn quý vị thấy, cái nghe nó cũng nhiều lúc nó còn khác hơn. Cho nên vì vậy mà có thể rằng mỗi người có một cái tư tưởng khác nhau. Vì rằng sự dĩ Hoàng Vinh đã vẽ bức tác phẩm này là vì Hoàng Vinh qua đây năm 75 thì cũng đoạt được giải First Play của Mỹ ở đây. Rồi sau đó Hoàng Vinh mới vẽ cái tác phẩm này, thì tác phẩm này Hoàng Vinh có ý là hướng về quê ngoại. Hướng về quê ngoại là gì? Là vì lý do Hoàng Vinh đang bị gọi là xin lỗi là ra hải ngoại năm 1975. Thì tất cả những sự ao ước và mơ ước làm thế nào chúng ta sẽ có một ngày hội ngộ lại của quê hương của mình, để nhìn lại những cái phần cảnh đẹp, cái quê hương, cái chỗ sinh trưởng của mình, nhưng mà chưa biết ngày nào. Vì vậy mà Hoàng Vinh đã mới đầu chỉ có thể nhìn sơ qua, đây là một cái ảnh đây là một cái ảnh của nhìn vào màu tím thì chị thấy đó là một cái thân hình, cái portrait của một người họa sĩ đang nhìn cái dàn hoa để tưởng về quê hương. Nhưng mà không phải như vậy, đó là chỉ mới nhìn qua thôi, vì trong này Hoàng Vinh đã giấu diễn tiến rất nhiều. Lý do gì? Cái tác phẩm này là Hoàng Vinh đang ngụ ý là chúng ta đang ở Mỹ. Nhưng mà nhiều họa sĩ thường hay nói, hay là quý vị khán giả thường hay nói, tranh chúng ta có thể trở xuôi và trở ngược cũng được. Do nên vì vậy mà Hoàng Vinh lại để ra cái hai ảnh như thế này, xuôi và ngược. Để làm gì? Để cho quý thính khán giả thấy tại vì sao và xuôi và ngược. Là lý do trên bản đồ của Việt, trên gọi là địa lý đó, thì mình có thể tạm gọi là Việt Nam và Mỹ Quốc nửa vòng trái đất. Cho nên vì vậy mà hình ảnh này là hình ảnh đang ở Mỹ Quốc, tức là đang như thế này là Mỹ Quốc ở đây. Mà nếu chúng ta trở ngược lại, thì đây là gì? Đây là Việt Nam. Vậy thì bây giờ lấy cái gì để nói lên được điểm đó? Đúng ra là Hoàng Vinh không giải thích, nhưng mà sở dĩ Hoàng Vinh muốn để cho quý vị thấy sơ khởi. Tại sao? Thì đây đầu tiên nhất là quý vị thấy đây là cái bản đồ của Mỹ Quốc ở đây. À, bản đồ Mỹ Quốc ở đây.
À, đi qua đó, đi Mỹ Quốc thấy rõ đây, Florida đây, đó, đó, bạn mở Mỹ Quốc. Vậy thì nếu trở ngược lại, thì chúng ta làm cái gì để nói Việt Nam được? Thì xin thưa, trở ngược lại, thì quý vị cũng thấy cái gì? Thấy bản đồ của Việt Nam. Đây cái dạng màu xanh, hình chữ S, đi đây, 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 đó, đây, cái hạng hình chữ S. Như vậy thì đây có phải Việt Nam chưa? Nhưng mà chưa đủ. Chừng nó chưa phải chứng minh. Chứng minh rằng đây là những cái thắng cảnh của Mỹ ở đây. Đây trở ngược lại là những thắng cảnh của Việt Nam đây. Và đồng thời chúng ta còn thấy cái gì? Đây là tác giả đang ở Mỹ. Vậy đây là tác giả ở Việt Nam. Quý vị thấy rằng để bên này quý vị cũng thấy một cái hình ảnh, mà trở ngược bên này quý vị cũng vẫn thấy cái hình của tác giả. Hình này, hình đúng rồi, cái mặt của tác giả. Tác giả ngày xưa là sĩ quan hải quân, cho nên trên đầu có đội cái mũ cáp. Nhưng mà bên này qua Mỹ rồi thì chúng ta không còn cái mũ cáp nữa. Dạ. Dạ. Thì đó là những cái hình. Vì một hình, tại sao một chỗ mà có hai hình? Là vì lý do thưa rằng thể xác của chúng ta chỉ có một mà thôi. Nhưng tâm hồn của chúng ta dù có đi đâu nữa, chúng ta cũng có thể đi theo. Mặc dù chúng ta đang đứng đây, nhưng chúng ta tưởng rằng bây giờ chúng ta đang ở Việt Nam, đang nói chuyện với bà con ở Việt Nam. Hoặc là chúng ta qua Paris, Pháp để nói chuyện với bạn bè trong Pháp. À, đó là những cái lý do vậy. Vì vậy mà những cái lý do trong này, quý vị mỗi ngày quý vị tìm hiểu sau thì thấy rất nhiều, nhưng mà chưa đủ. Cái nỗi buồn mà của một người họa sĩ đã lang thang trên đất người, thì họa sĩ ước mong gì? Ước mong cho hòa bình. Cho nên vì vậy mà chúng tôi có những cái con chim hòa bình đang bay lượn khắp thế giới. 87.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv.com. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại hội trường của tờ báo Việt Hero. Thưa quý vị, và ở đây có một cuộc triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Vĩnh. Thưa quý vị, nếu quý vị là những người yêu tranh, chắc chắn là quý vị đã một lần nào đó thưởng thức những bức tranh do họa sĩ Hoàng Vĩnh thể hiện. Và thưa quý vị, như quý vị đang thấy là những bức tranh sơn dầu có trên tường thì đều thể hiện những phong cách rất riêng của người vẽ ra nó. Thưa quý vị, đây là những đẹp. Và Mỹ Linh thấy đó là có rất nhiều trường phái tranh được thể hiện ở đây. Mỹ Linh thấy có những bức tranh tả thực, có những bức tranh siêu thực, và có những bức tranh theo trường phái ấn tượng. Thưa quý vị, như Mỹ Linh thấy đây là một bức tranh theo trường phái ấn tượng, với những gam màu đậm, nóng, và có thể nói là thể hiện được sự tương phản của màu sắc một cách tuyệt đối. Thưa quý vị, ở đây Mỹ Linh thấy có những gam màu rất đậm bên cạnh những gam màu rất lờ để thể hiện được cái hình thái bức tranh. Thưa quý vị, ở đây Mỹ Linh thấy có những gam màu tím đậm và tím than. Thưa quý vị, rồi bên cạnh đó là cũng có những cái màu xám, rồi màu trắng. Và tác giả đặt tên cho bức tranh này là Thung Lũng. Nếu như quý vị là những người yêu tranh, nhìn thấy bức tranh này quý vị sẽ gợi được rất nhiều, bởi đây là trường phái siêu tưởng. Thưa quý vị, quý vị có thể nhìn thấy những cái bức tranh này theo từng góc độ rất là khác nhau. Quý vị thấy, có thể thấy ở đây có cả một sự hỗn độn của đá, của núi, của cảnh vật. Nhưng mà nếu quý vị nhìn kỹ, quý vị sẽ thấy có một cái gì đó rất tĩnh, rất thơ mộng của một thung lũng. Thưa quý vị, tại bức tranh này chính nhờ những gam màu. Dạ, thưa họa sĩ, xin họa sĩ hãy nói cho quý khán giả biết đôi nét và sự khác biệt giữa các thể loại tranh trên sơn dầu khác với tranh sơn mài, khác với lại ở tranh nước như thế nào, thưa họa sĩ? Dạ vâng, kính thưa cô, kính thưa quý thính giả cả. Tranh sơn dầu là một cái chất dầu đặc mà nó nằm ở trong cái tuyết, mình sẽ nặn ra để mà vẽ trực tiếp, rồi mình có thể là hòa lẫn, thì đó gọi là dầu, và đồng thời dùng nó để pha bằng chất dầu. Còn nếu mà tranh nước, tức là nó cũng nằm trong cái tiếp nhỏ, nhưng mà cái tiếp nó phải hòa lẫn với nước rồi vẽ ra, thì cái tranh nước nó loãng, và đôi lúc tranh nước đó người ta còn, và chúng tôi cũng còn vẽ trên lụa, thì đó gọi là tranh lụa, tức là coi như watercolor, tức là màu nước. Còn về vấn đề sơn mài cũng là một cái nghệ thuật vẽ, nhưng mà vẽ xong rồi cái sơn mài nó đòi hỏi công kỹ quá, thì chúng ta phải chà, phải mài
rồi nó mới hoàn tất được một tác phẩm thì nó đòi hỏi thời gian quá nhiều. Dạ. Cho nên cái mỗi tác phẩm nó, mỗi cái kỹ thuật nó đều khác nhau. Dạ, như vậy thưa họa sĩ, xin họa sĩ hãy nói cho quý khán giả được biết là ưu điểm và lợi điểm của tranh sơn dầu như thế nào. Dạ vâng, kính thưa cô, kính thưa quý vị. Cái ưu điểm của tranh sơn dầu nó hơi khó vẽ, nhưng mà ngược lại nó để đời mãi mãi và nó không có hư. Vì rằng một cái chất dầu đó đó nó sẽ gắn bó vào trong cái gọi là canvas, tức là loại vải dày, thì cái loại đó không bao giờ mà có một cái con vật gì nó ăn hoặc là mối mọt hoặc là như thế nào. Vì vậy là nó có những cái đặc tính cái mỗi một tác phẩm đều có như vậy. Cho nên quý vị, và hai câu thơ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả bức tranh của mình đó là: dần dần chiều sâu tỏa bóng mờ, vòm cây xoáy ốc và xôn xao. Vì mỗi tác phẩm ở đây chúng tôi đều có hai dòng thơ hoặc là một bài thơ. Để làm gì? Để cho quý thính giả thấy và thấy được một cái chớm mở mà họa sĩ đã muốn cho quý khán giả sẽ mở. Chứ còn không, nếu chúng tôi không đưa ra hai câu thơ thì quý vị sẽ tìm ra hơi khó khăn hơn. Mà cũng không phải riêng chỉ hai câu thơ mà quý vị đã tìm ra. Phải nói như vậy, vì rằng trong này còn rất nhiều sự bí ẩn mà tác giả đã giấu kín ở trong đó. Vì rằng tác giả cũng muốn quý vị thưởng thức tranh Hoàng Vinh không phải một sớm một muộn mà thấy ngay liền, mà có thể nói rằng mỗi ngày quý vị thấy ra được mỗi cái ý nghĩa khác nhau. Hôm nay xin phép cô Mỹ Linh cũng như quý thính giả thấy như thế này, nhưng ngày mai quý thính giả nhìn lại thì thấy những cái hình khác ra không ra. Từ vì sao? Vì lý do những cái màu chúng tôi đã trồng chất lên rất nhiều, nó gọi là cái đếp chiều sâu của trong một cái màu sắc của mỗi một tác giả, mỗi tác phẩm. Dạ. Cho nên vì vậy mà có thể thính khán giả phải chịu khó nhìn và tìm hiểu và suy luận, thì đó mới chính là những cái tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Vinh. Dạ, thưa tác giả, như vậy trong bức tranh này có phải tác giả đã sử dụng một cái nghệ thuật đó là những cái mảng màu không tác giả? Tại vì Mỹ Linh thấy đặc biệt ở đây, khi mà Mỹ Linh nhìn bức tranh này, đập vào mắt của Mỹ Linh ngay đó là sự phối màu rất lạ lùng, và có thể nói là Mỹ Linh ít khi nào gặp một cách phá màu đến như vậy. Những mảng tím rồi bên cạnh là những mảng màu trắng rồi màu xanh, có thể nói là một sự phá cách ở trong sử dụng màu sắc. Xin tác giả hãy nói về điều này. Vâng. Dạ, thưa cô Mỹ Linh, thưa quý thính giả, cái vấn đề nếu nói đến nghệ thuật là phải nói màu sắc là đi đầu. Vì rằng khi mà quý thính giả đến thưởng ngoạn một tác phẩm của trong phòng hội họa nào đó, quý vị sẽ thấy những cái màu sắc nó đưa vào cho quý vị thấy được một cái chiều sâu, một cái tâm hồn của quý vị bao la rộng lớn ở trong cái màu sắc. Vì vậy mà quý vị thấy rằng cái một khối màu nhưng trong đó nó chia ra rất nhiều màu và nhiều lớp, càng sâu chừng nào càng nhiều lớp nữa. Cũng giống như chúng ta thấy rằng cái không khí chúng ta thấy gần thì chúng ta không thấy màu sắc, nhưng sự thật không khí nó có màu sắc, quý vị ạ. Quý vị thử nghĩ rằng quý vị nhìn trên bầu trời, quý vị thấy cái màu xanh đó đâu phải là trời xanh đâu, nhưng mà đó là cái lớp không khí mà quý vị thấy xa mà thôi. Cái giả cái bức này là nói về Phượng Vũ. Bởi vì cái sự thay đổi của thiên nhiên và đất trời, và vì vậy Phiến Đang đã tìm đọc được một tập thơ gọi là Art và Poetry của nhà thơ kim họa sĩ Hoàn Vinh. Nếu mà nói ra thì những vị nào mà yêu tranh của cộng đồng Việt Nam hải ngoại chắc là sẽ biết đến nhau. Nhưng nếu quý vị nào ở khá xa và chưa được biết nghệ sĩ Hoàng Vinh thì chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay của Phiến Đan. Và thưa quý vị, để trước khi mà chúng ta bước vào cái câu chuyện và để tìm hiểu xem là ai và đời sống cũng như là tâm tình của ông khi sáng tác, viết, làm thơ và làm họa như thế nào, thì Phiến Đan xin giới thiệu qua đôi nét về ông. Thưa quý vị, họa sĩ Hoàng Vinh, tức là Hoàng Văn Vinh, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Ông cũng là giáo sư hội họa, cũng là cựu sĩ quan hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, ông sang Mỹ từ năm 1975, ông đã được Hội đồng Văn học Nghệ thuật chọn triển lãm Danh dự Toàn quốc do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sáng lập tại Thư viện Quốc gia Sài Gòn vào năm 1973 và năm 1974. Thưa quý vị, ông đến Mỹ năm 1975 và đã có triển lãm ngay trong năm đó.
Ông được những giải nhất là Rotary International của California 1988, giải danh dự Pacific Art của California năm 1990, giải ba hội họa Arctic Torrent California. Thưa quý vị, ông cũng là hội viên hội nghệ thuật Pacific Palisade Los Angeles. Và ông cũng là một nhà thơ đã được Hội thơ International Liberty Poetry chọn ông. Những tập thơ mà ông được chọn in nhiều nhất đó là tập thơ Response of the Western World. Thưa quý vị, ông đã hoạt động trong những thi đoàn Cụm Hoa Tình Yêu, Thi Đàn Lạc Việt và Nhà Văn Hải Ngoại. Thưa quý vị, ông còn tham dự rất nhiều những cái sinh hoạt của cộng đồng và đứng vào những cái vị trí gọi là leadership. Vậy thì tại sao ông lại được người ta uy tín đặt ông vào những vị trí đó, cũng như những gì đã trải nghiệm trong đời sống của những nhà thơ, họa sĩ Hoàng Vinh? Mời quý vị theo dõi câu chuyện hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị chú ý thì quý vị sẽ thấy một bức tranh đã được đặt vào giữa khoảng không gian chúng tôi nói chuyện hôm nay, và quý vị sẽ thấy rằng họa sĩ Hoàng Vinh là một người rất cẩn trọng và ông làm việc rất chi tiết. Ông không làm việc một cách gọi là đường đột hoặc là làm qua loa. Vậy thì họa phẩm cũng như thi phẩm của ông tạo ra những điều gì, tiếng nói gì và hương phấn gì cho người thượng ngoạn? Vậy thì Phía Nam muốn được hỏi ông là ông đến Hoa Kỳ năm 1975. Cái điều đầu tiên của ông nghĩ gì về nước Mỹ này? Dạ vâng. Kính thưa chị Phiến Đăng, kính thưa quý thính khán giả của đài Little Sài Gòn, tôi là họa sĩ Hoàng Vinh và tôi đã được qua Mỹ vào năm 1975. Thì trong thời gian sinh hoạt ở hải ngoại thì tôi cảm thấy điều sung sướng nhất để làm riêng cá nhân tôi cũng như tất cả mọi anh em nghệ sĩ nói chung, thì đó là một cái niềm vinh hạnh và có thể khai triển và có thể nói rằng để làm cho mình thú vị trong cái vấn đề nghệ thuật cũng như là đời nghệ sĩ của quý anh chị em nghệ sĩ. Vì điểm thứ nhất là cái vấn đề tự do, đó là số một. Chúng ta ai cũng biết rằng trên đời nếu có tự do thì chúng ta mới thoải mái được tất cả về tâm linh cũng như thể xác. Khi mà tâm linh thể xác được thoải mái rồi thì đương nhiên tất cả những sự sáng tác cũng giống như sự trí tuệ của con người bắt đầu sẽ mở ra. Từ đó chúng ta đã thâu nhận được những kết quả theo ý muốn và có thể gửi gắm đến được cho tất cả thính khán giả thưởng ngoạn một cách say đắm và thú vị. Đó là cái điều chúng tôi cảm thấy sơ khởi. Vâng, thưa quý vị, họa sĩ Hoàng Vinh là người rất là nho nhã, cho nên là cái cách thức và cái sinh hoạt, cách trình bày của ông nó cũng nho nhã như cái gia phong của chính mình. Vậy thì thưa Phi Nam xin được hỏi là họa sĩ Hoàng Vinh, ông có thể cho biết là từ bao giờ ông cảm thấy rằng mình tự tin trong những nét vẽ của mình? Dạ, kính thưa chị Phiên Đăng, nói đến tự tin trong cái nét vẽ của mình thì thú thật tôi có điểm hơi đi trước đó, vì cái thời gian ở Việt Nam rồi cho đến khi qua đây, đương nhiên tôi cảm thấy rằng một cái vấn đề thoải mái của con người mình thì đương nhiên chắc chắn là cái tự tin nó sẽ bộc khởi lên và nó làm cho mình tiến cận và đưa đến sự thành công, mình cảm thấy thú vị trong cuộc đời của mình đối với cá nhân của tôi. Vâng, thế thì khi mà ông nói rằng là cái không gian, cái xã hội nó tạo cho ông những cái hương phấn và để cho ông cảm thấy tự tin là vì giữa bầu trời tự do, giữa bầu trời dân chủ thì ông tin rằng là ông được quyền phóng bút, ông được quyền phóng họa. Vậy thì Phía Nam muốn được hỏi ông là ông đã được giải thưởng và được triển lãm lần đầu tiên tại Thư viện Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa năm 1973 và được cái sự gọi là ân thưởng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì lúc bấy giờ cá nhân ông nghĩ như thế nào về chiến tranh hội họa và nghệ thuật? Dạ vâng, kính thưa chị Phiến Đăng, trở lại trước năm 75 thì sự thật ra về tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Vinh cũng đã được giới ngưỡng mộ nói chung
là cũng đã được khá. Và đồng thời trong lúc đó tôi lại có được cái phòng tranh ở công ty Nam Tan Sài Gòn. Thì đó là một cái biểu hiện cho thấy rõ là cái nét tranh của Hoàng Vinh có thể được ăn nhập vào trong xã hội hiện đại trong cái thời gian 1975 đó. Và đồng thời những mỗi lần triển lãm của tôi, hầu hết là các vị tướng lãnh đều đến cắt băng. Bất cứ một cái cuộc triển lãm nào, kể cả triển lãm kỳ ở Đà Nẵng thì cũng có tướng Hoàng Xuân Lám và các vị tướng cũng như các tướng lãnh khác để đến tháp tục. Và đồng thời khi vào Sài Gòn thì đương nhiên có Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Chiến tranh trì Trần Văn Trung, và cũng giống như vào trong Bộ Tư lệnh Hải quân thì lại có Đô đốc Trần Văn Trơn đã đến các băng, cũng như các vị tướng lãnh khác đều đến tham dự, và có thể nói rằng tạo nên cái một môi trường không khí rất sinh động, và tạm gọi là quý vị thính khán giả cũng có thể chú ý đến nghệ thuật hội họa Hoàng Vinh. Đó là những cái nét sơ khởi. Còn nói về chiến tranh thì đương nhiên trong cái thời gian đó là một cái thời gian chiến tranh đang gọi là bùng nổ và có thể nói rất điêu tàn cho Việt Nam. Thì đó là một cái nỗi thương xót mà người Việt hải ngoại chúng ta không ai thể quên được. Dù có một cái phương trời nào, dù có một sung sướng hoặc bất cứ một cái điểm nào, chúng ta cũng luôn luôn vẫn còn ghi âm lại những cái xáo rộng mà làm cho con người đau thương khổ ải trong cái thời gian chiến tranh đã xảy ra từ năm 1975 đến trước đó. Là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, họa sĩ cảm nhận như thế nào về cái vai trò của một người lính, và đúng người lính đứng giữa bầu trời quê hương của mình và một họa sĩ đứng giữa bầu trời quê hương của mình thì cái nào nó là một cái tác động mạnh mẽ trong con người của họa sĩ Hoàng Vinh lúc bấy giờ? Dạ, kính thưa chị Phiến Đan, kính thưa quý thính giả của đài Little Sài Gòn. Chị hỏi câu nói đó thật là hơi mông lung, nhưng mà với cái cảm nghĩ của Hoàng Vinh, nếu là một người chiến sĩ thì đương nhiên phải xông pha vào chiến trận, và để tạo nên một cái thành công kết quả để đưa đến cho đất nước trong thời loạn. Còn nói về vấn đề mà nghệ thuật thì cũng trong thời loạn đương nhiên là nó cũng rất ảnh hưởng trong cái thời chiến tranh. Vì vậy mà trong thời đó Hoàng Vinh có nhiều tác phẩm có thể nói lên được những chiến tranh đau thương. Đó là những điều mà luôn luôn nó có ảnh hưởng với tâm hồn của người nghệ sĩ, không làm sao tránh khỏi được. Thưa họa sĩ, thế thì khi mà ông đã dùng cái nét vẽ của mình để biểu cảm lên hết tất cả những cái tâm trạng của mình lúc đó, thì đối với phía Nam nhìn thấy là một nhà thơ thì cái thi phẩm của họ bị ảnh hưởng bởi những cái bố cục chung quanh, đó là cảnh, cảnh và tình. Nhưng mà nếu là họa thì cũng là cảnh và tình. Thế thì giữa họa và thơ, điều gì khắc khoải nhiều nhất trong tâm hồn của họa sĩ Hoàng Vinh? Dạ, kính thưa chị Phiến Đan, kính thưa quý thính giả. Đã nhắc đến thơ và họa, thơ và họa là nó cũng song song với nhau. Trong thơ có họa, trong họa có thơ. Vì vậy mà nó luôn luôn nó đi song song với nhau. Nhưng chị nhắc đến thì tôi cũng nhớ lại, ngày xưa tôi đang học ở trong trường, thì quý thầy về hội họa cứ mỗi lần ra đề tài thi thì đưa vào trong những cái dòng thơ để làm cái đề tài thi cho chúng tôi lên cái tác phẩm của hội họa. Nhưng khi ra trường rồi thì tôi lại đi ngược lại hoàn toàn 100%. Tự vì lý do rằng tôi thấy thơ nó chỉ còn đang nằm trong cái phòng hơi hẹp hơn. Vì rằng khi một tác phẩm hội họa chẳng giống như tôi đã phát họa lên những cái tấm hội họa của tôi, thì trong một tấm mỗi tác phẩm của hội họa có thể nói rằng cả hàng chục bài thơ hay hơn nữa. Thì đó là cái điều. Vì vậy mà trong cái hội họa của Hoàng Vinh từ xưa nay, mỗi khi họa xong rồi Vinh mới làm thơ để giới thiệu cho khán giả biết, đó là cái mở đề cho một tác phẩm nghệ thuật hội họa. Nếu như không có cái mở đề đó thì đôi lúc quý khán giả đứng trước một tác phẩm nghệ thuật hội họa cũng hơi khó bề mà hiểu được cái chiều sâu của tác giả muốn nói gì và muốn gửi gắm gì trong tác phẩm nghệ thuật hội họa. Do đó,
cái lời thơ để nhắn lên một cái đôi nét để cho khán giả đi vào đó để tìm hiểu sâu xa hơn nghệ thuật hội họa. Đó là thơ của họ. Là bởi vì sao? Những giống như những cái bông hoa bị vẫn giống như những bọt biển tung tăng mà chúng ta nhìn thấy, là bởi vì tranh của họa sĩ Hoàng Vinh nó không phải là một bức tranh mà chúng ta nhìn chân phương nhìn là thấy ra ngay, mà tranh của họa sĩ Hoàng Vinh mang một cái màu sắc và mang một cái thể loại mà chúng ta có thể nói một trường phái, như là một nhà hiền triết xem cũng chưa chắc đã hiểu, mà hiểu cũng chưa chắc đã tỏ tường. Vậy thì anh trả lời sao? Dạ vâng, kính thưa chị Phiến Đăng, kính thưa quý tín giả khán giả đang thưởng ngoạn về đài Little Sài Gòn. Nói đến nghệ thuật hội họa, thưa mà ngụ xin thưa rằng, nói đến hội họa là phải nói đến cái sáng tác. Khi mà sáng tác thì thưa quý vị, sáng tác tức là cái phải mới lạ mà người ta chưa có và có thể hiện tại chưa có. Đặt giả thuyết có thể tương lai có hoặc không có, nhưng đương nhiên nó sẽ có. Vì rằng họa sĩ sáng tác là phải đi trước cả thời gian, mà có thể xin mạ mù nói rằng người đời chưa thấy và chưa nghe. Nhưng người họa sĩ sáng tác bắt buộc phải thấy, phải nghe mới vẽ lên. Có thể 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau hoặc 100 năm sau mới thể hiện trên cái hiện trường mà quý khán giả mới thấy được. Thì đó gọi là mới gọi là đúng cái nghĩa là sáng tác. Vì vậy mà tôi cũng hơi mạ mùi cho đó là đúng cái nghĩa sáng tác và đúng cái nghĩa với họa sĩ. Còn nếu không thì chỉ là một thợ vẽ hoặc là một nghệ nhân. Nhưng xưa quý vị, cái đó là chúng tôi không dám nói, nhưng cái đó là tôi xin trình bày để cho quý thính khán giả hiểu rằng cái họa sĩ nó khác với thợ vẽ, khác với nghệ nhân là ở cái điểm đó. Nếu như không có sáng tác thì không phải là họa sĩ. Vì vậy mà sáng tác phải đòi hỏi cái mới lạ, và đồng thời cái mới lạ đó làm cho mọi người phải suy nghĩ, phải tìm hiểu tác giả muốn giấu kín cái gì ở trong tác phẩm nghệ thuật. Mà khi khán giả được nhập du vào nơi huyền diệu của màu sắc và nét bút của họa sĩ, của tác phẩm đó, thì quý vị mới mở được cái màn gọi là tìm hiểu sâu xa và thấy được chân giá trị của trong tác phẩm nghệ thuật, và hiểu được cái gì tác giả muốn giải bày và muốn nói lên. Vì vậy mà tác phẩm của Hoàng Vinh xin quý vị phải đòi hỏi thời gian rất nhiều, có thể nói một ngày, hai ngày, ba ngày chưa chắc đã tìm hết tác phẩm trong của Hoàng Vinh. Đó là cái lối tranh của Hoàng Vinh. Kính thưa quý vị, vì rằng ở hãng nó mỗi năm quá thất nghiệp quá nhiều, cho nên mỗi khi mà lay off thì đương nhiên ai cũng buồn quá. Vì vậy mà Vinh biết nảy ra cái bài thất nghiệp. Thất nghiệp đó có nghĩa là như thế này: ngẫm nghĩ làm chi lúc thất thời, công danh phú quý cùng gió trời, phải chăng so sướng mà không biết, cứ tưởng mình xuôi bị nghỉ ngơi, lặn lội bốn chén thêm khủng đoạn, vũ trồng cũng đức bớt giờ chơi, tiền tài mấy thợ mà tiêu hết, thấy đủ bình tâm sướng cả đời. Thì đó là một cái điểm mà tôi khuyến khích các vị. Tôi xin thưa các vị như thế này: vì cái bài thơ đó chúng tôi được chuyển qua tiếng Anh và trong các báo cũng đăng rất nhiều. Sau khi tôi có giải thích cho quý anh em mà bị thất nghiệp, họ cảm thấy ban đầu họ cũng buồn, nó thất nghiệp làm sao vui được. Nhưng tôi có giải thích cho họ có lý do chứ không phải không. Thì quý vị đầu tiên nhất, quý vị khi thất nghiệp mà quý vị buồn rầu chừng nào quý vị đi xin việc làm, chắc chắn là không ai cho hết, vì không có ai nuôi quý vị đâu. Vì ở đây quý vị phải hãnh diện rằng quý vị muốn đến xin công việc của người ta, quý vị vô là apply, quý vị phải nói rằng tôi đến đây làm việc với tính cách là hợp tác với công ty của anh, sẽ đem đến quyền lợi cho công ty. Nếu trong vòng 3 tháng mà không được cái quyền lợi đem đến thì quý vị có quyền lay off tôi trong vòng 3 tháng. Nhưng đương nhiên trong 3 tháng đó quý vị hết mình làm việc thì chắc chắn là không có hãng nào mà sa thải quý vị. Còn bây giờ quý vị, ngay bây giờ quý vị đang buồn khổ mà quý vị đến làm xin job thì chắc chắn có. Bây giờ quý vị lợi dụng cái này cho đó là một cái sung sướng của mình để đi chơi trong vòng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng hoặc 6 tháng để lãnh tiền thất nghiệp, ăn chơi xong xuôi về thoải mái đi xin việc làm. Và đồng thời lúc đó đương nhiên là cái thời gian lúc nào cũng có cái chu kỳ, nó hơi xuống rồi nó sẽ lên, thì quý vị đi xin việc lại còn được tốt hơn và lương cao hơn nữa. Thì sự thật ra sau mấy tháng sau thì có nhiều vị họ cũng đã
báo cho tôi biết họ cũng nghe lời của tôi và họ đã làm được những cái nhiệm vụ đó, thì họ cảm thấy cũng sung sướng và họ đã được cái job còn tiền cao hơn cái job cũ của họ, thì đó là một điều vui mừng. Vì vậy mà trong đó lúc đó cái bài thơ đó thì mấy ông sếp cũng như mấy ông ấy đều đưa lên báo cũng khá nhiều, vì đó vâng, là kinh anh. Xin cảm ơn họa sĩ. Thưa quý vị, họa sĩ Hoàng Vinh trình bày rất là chi tiết về cái bài thơ của ông. Nó là một trong tất cả những bài thơ của họa sĩ Hoàng Vinh. Vậy thì bây giờ khi chúng ta nói thơ, họa, chúng ta phải nói cái mục tiêu chỉ đạo như họ lúc đầu Phiên An nói đó. Nó mang cái gì, tính chất gì? Có những người gọi là sáng tác nghệ thuật vị nghệ thuật. Có những người sáng tác nghệ thuật vị nhân sinh. Vị nhân sinh là để cái bức tranh và cái tác phẩm của mình nói lên được cái tiếng nói nào đó, tác động vào cái đời sống của người ta. Thế thì họa sĩ Hoàng Vinh sáng tác nghệ thuật phục vụ cho cái gì thưa họa sĩ? Dạ, kính thưa chị Phiến Đàn, kính thưa quý thính giả. Sự thật ra đó là một cái niềm hãnh diện và chúng tôi cũng được quá may mắn. Vì vậy mà tôi tranh cương vì là phải nói nghệ thuật phục vụ nghệ thuật chứ không có nhân sinh. Vì rằng trong thời gian ở Việt Nam chúng tôi cũng được vào Hải quân, sĩ quan Hải quân thì cũng có lương đủ sinh sống. Khi tôi qua Mỹ thì tôi cũng làm việc về hãng kiến trúc và hãng điện, thì đương nhiên tôi cũng có đủ lương để sinh sống. Vì vậy mà nghệ thuật của tôi chỉ để làm phục vụ cho nghệ thuật. Vì lâu lâu tôi chỉ triển lãm, chứ tranh của tôi không có tính cách giống như là thương mại, mà có thể nói rằng để giữ cái nền vững cho cái nghệ thuật hội họa, cái vấn đề văn hóa của Việt Nam của mình. Đó là cái tư tưởng của tôi muốn thích. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều cái điểm như ở công ty Nantan Sài Gòn trước năm 75, thì mà một người gọi là coi như là sưu tập tranh của Mỹ đã đến tìm tôi, và đến nỗi tìm tôi không ra, phải nhờ họa sĩ Nguyễn Mộc để đi, Nguyễn Mộc để đi tìm cho tôi, mà đến tôi sưu tập và mua một lần 9 tác phẩm. Mà thời kỳ đó tranh của tôi rất đắt giá, phải nói như vậy, rất đắt chứ không phải tầm thường, nhưng mà mua được 9 tác phẩm đem về Mỹ. Thì cũng giống như qua Mỹ cũng vậy, chúng tôi không có bán nhiều, lâu lâu chúng tôi bán một tác phẩm, hai tác phẩm vậy thôi, nhưng mà nó rất xứng đáng, rất giá trị. Vâng, xin cảm ơn họa sĩ. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là một bức tranh. Một bức tranh này nó màu sắc phải nói là nó cũng khác bức tranh trước. Tuy nhiên, cái sự lập thể và cái dưới con mắt nhìn của mình đó, nó thay đổi. Giống như là một bức tranh mà chúng ta có thể tưởng tượng nó là gì thì tự mình sẽ hiểu nó là gì. Vậy thì cái màu chủ đạo của cái bức tranh này là một màu rêu phong. Thường thường khi mà người ta nói nó rêu phong thì nói cái gì? Rêu phong thì người ta nói đến cái cổ, nói đến cái quá khứ, nói đến một cái lịch sử lâu dài, thì người ta gọi là, người ta mới lấy cái màu chủ đạo là rêu phong. Vậy thì đối với họa sĩ Hoàng Vinh, khi cái sự suy nghĩ của Phiên Đan là cái màu chủ đạo ông là màu rêu, thế thì cái phong xương, cái rêu bám như thế, nó có mang cái cổ tích nào trong bức tranh này không? Dạ thưa, kính thưa chị Phiên Đan, kính thưa quý thính giả, vì tác phẩm này là với cái đề tài của tôi là mầm sống trong cằn quại. Tức là một cái mầm sống nó đặt vươn lên trong sự cằn quại, tất cả đều bị khô cằn nhưng nó sống được. Nhưng mà nhờ cái màu rêu phong đó. Tại sao khô cằn? Vâng, khô cằn là vì cái thời gian ở trên cái rừng hoang. Vâng. Nhưng mà ngược lại, sở dĩ cái màu nó hơi sống động và nó rêu phong là vì nó ở trong cái khoảng thời gian mà tác giả đã đi đến gặp phải. Mà gặp phải này không có nghĩa là sự thật, mà gặp phải trong mộng, trong tư tưởng, rồi tác phẩm sáng tác ra. Tức là con người mà đang sống ở hiện tại để hiện quay tại, về quá khứ. Quay về quá khứ. Vâng. Vì vậy mà tác phẩm này tôi có mạo muội khi xong tác phẩm rồi, cũng giống như lúc ban đầu tôi có nói trước thì tất cả mọi vị, tất cả quý khán giả đều thưởng thức là bằng lấy dòng thơ để ra tranh. Nhưng mà tôi là hoàn toàn ngược lại hết, vì tôi là thơ ra tranh xong rồi tôi mới đưa vào thơ. Vì vậy mà khi bức tranh này tôi hoàn tất thì tôi đưa vào bốn cặp thơ như thế này. Cái mầm sống trong cằn quái, để nhựa sống vươn lên từ quả chết, rừng hoang nguyệt lộng ánh sương xa, đã cười hoa nở cây rơi rụng, heo hút đồi cao gió vận hành. Quý vị có nghĩa là quá, trên cái đồi cao gió đang vi vu,
thì vô tình nó mang được một cái hạt giống. Hạt giống đó nó rơi rụng rưỡng, thì lúc đó khe đá đang nở, khe đá đang nứt. Cho nên tôi ví von là đá cười vào đó. Tôi ví von là đá cười hoa nở, cây rơi rụng, tức là chung quanh bị tàn rụi. Chung quanh bị tàn rụi, nhưng hạt giống đó được ấp ủ bởi cái nhựa sống của trong đá, cho nên cái cây được lên xanh tươi và được nảy chồi, nảy mọc ra hoa lá. Thì trong lúc tác giả được gặp phải trong cái dịp lúc sương đang xa, trăng đang xuyên, đá cười hoa nở cây rơi rụng, đó là như vậy. Thì khi quý vị thấy cái sương nó đang rủ xuống mà trăng nó đang lòng qua, thì đó là một cái điều mà sung sướng, một cái nhựa sống, một cái thấy sống mãi ở trong con người của Hoàng Vinh. Cho nên Hoàng Vinh vẽ lên cái bức tranh đó liền. Vì vậy cái bốn cái cặp thời như vậy, nhựa sống vươn lên từ quả chết, rừng hoang nguyệt lòng, rừng hoang nguyệt lòng, trong cái rừng hoang nguyệt lòng ánh sương xa, sương nó đang rủ xuống, đá cười hoa nở, đá cười mà hoa thì nở, cây thì chung quanh thì rơi rụng, heo hút đồi cao gió vận hành. Đó là cái lối thơ của quý vị bình. Nghe bốn câu thơ đó là một người rất là thích thú với nghệ thuật và thích thú với văn chương. Đang cũng phải nói là họa sĩ Hoàng Vinh là một người phải nói là vô cùng lãng mạn. Nhìn ông là một người rất là chân phương, nhưng mà ông lại rất lãng mạn. Dùng cái ánh trăng nguyệt lộng, ánh sương xa. Quý vị nhìn sao trên một cái cành lá có một cái giọt sương rơi xuống qua một cái vần trăng, nó có thể soi hết toàn cảnh, nhưng mà nó có thể soi luôn cả dưới một giọt sương. Trời ơi, quý vị ở hình ảnh nó tượng hình đấy. Họa sĩ nghĩ như thế nào khi mà dùng cái giọt sương và dùng một cái ánh trăng để mà biểu tượng lên một bức tranh? Cái điều đó họa sĩ muốn nói đến ai? Đến một cái người yêu nào đó, hay là đến nói đến cái thân phận con người của họa sĩ? Dạ thưa, nói đến thì tôi có cái hơi khác quý vị nhiều lắm. Ở cái điểm thơ của Hoàng Vinh chưa bao giờ có chữ yêu. Thơ của Hoàng Vinh chưa bao giờ có chữ yêu em. Trong thơ rất trữ tình. Trữ tình chẳng hạn như thế, chỉ cái vầng trăng không đó, thì quý vị tưởng rằng cái yêu nó yêu một thanh cao. Nó không phải yêu thật chế trong cái thể xác, không phải yêu thực tế trong cái người đời, mà yêu tất cả các loài vật, yêu tất cả các thiên nhiên, yêu tất cả sự sống còn ở trên vũ trụ. Đó là cái nỗi niềm thao thức và cái ước mong, và cái thấy rõ được cái chân tướng của cái nghệ thuật yêu của Hoàng Vinh trong thơ và trong tranh. Vì lẽ cho nên thơ tranh của Hoàng Vinh cũng vậy, không có vẽ nhiều các cô gái, chỉ vẽ một cách lơ là và thoáng thoáng để cho người ta tìm hiểu thôi, chứ không có biểu diễn gọi là lộ hình rõ ràng của một người con gái. Đó, vâng, đó là một cái phương pháp và một cái tư tưởng, một cái ý chí của Hoàng Vinh cá biệt riêng. Quý vị, họa sĩ Hoàng Vinh là một người có thể nói là khi mà sáng tác, ông có thể nói là ông đem tất cả cái tâm tình của mình vào cái thi ca, vào những họa phẩm của mình. Nhưng mà thật, ông đã nói không vị nhân sinh, chỉ vị nghệ thuật thôi. Thì đôi khi giữa cái sự vị nhân sinh và vị nghệ thuật nó sẽ có một cái sự tương phản. Bởi vì khi chúng ta nói vị nghệ thuật thì nó sẽ bất biến, và nó có thể nói vượt lên cả cái đạo đức, cái đạo lý, miễn là nó mang cái tính chất nghệ thuật. Là chúng ta chỉ dựa vào thiên nhiên, chứ không có thể lấy thiên nhiên làm cái đề tài chính của mình, mà dựa vào đó để khi mà muốn sáng tác là cái gì cũng phải mới lạ. Cho nên mình phải lấy cái tâm tư của mình, từ cái tư duy của mình để phát họa ra, để chuyển biến cái cảnh thiên nhiên đó sẽ trở thành một cái vị thế khác mà cái người đời chưa thấy và có thể chưa có, nhưng mà một tương lai nó sẽ có và sẽ đến với mọi người. Thì lúc đó quý vị mới thấy được cái tác phẩm của Hoàng Vinh như thế nào. Họa sĩ mà bắt đầu để chấm cái bút để vẽ thì màu sắc chủ yếu khi mà họa sĩ vẽ nó là màu gì? Dạ thưa, như thế này,
tất cả cái màu thiên nhiên nó đều có sẵn. Có thể tôi tạm gọi ở đâu có không khí thì ở đó có màu sắc. Vì màu sắc nó bao trùm bất cứ ở đâu. Nhưng mà khi mà nói đến sáng tác thì sáng tác bằng cách là mình phải chuyển cái tư duy, cái tâm của mình với trong cái hòa quyện trong màu sắc đó, để chuyển màu sắc đó nó qua một cái thế khác. Nhưng mà không có nghĩa là để làm mất hẳn, nó chỉ giữ một cách phai nhọt trong đó mà thôi. Vì vậy cũng giống như cái tác phẩm của tôi, chị Phiến đang nói rằng cái màu reo, thì đương nhiên màu reo trong lúc đó nó không có. Nhưng mà trong lúc đó mình phải tạo lên cái gì? Vì mình tạo lên một cái không khí xa vời trầm ẩm, mà có thể tương lai nó sẽ có như vậy. Là vì sao? Vì cái chỗ hoang vắng, không ai đến, thì với một cái khí hồi nó đẹp trở lại, thì nó trở thành reo đá, reo mọc, nó màu xanh sẫm, và nó đã tạo nên ướt át như vậy. Để làm gì? Để hòa quyện với tâm tư của mình khi mình đang đứng ở đó. Nhưng sự thật ra là chưa đứng ở đó. Là vì sao? Vì đó là sáng tác. Sáng tác nó khác ở cái điểm đó. Nhưng mà tương lai nó sẽ đến. Cho nên phải hiểu cho chúng tôi một nghĩa rất rõ là sáng tác, chứ không phải là photograph, không phải là thờ vẽ để vẽ cái cảnh hiện tại đó. Hai cái nó khác nhau xa vời. Mà có thể nói khi mà nói sáng tác là nó khác. Ngay lúc đó họ chỉ có thể vẽ được, nhưng họ chỉ sẽ không bao giờ vẽ không lại, bao vẽ lại cái thứ hai. Vì vậy mà thưa quý vị, cái đó là cái điểm mà khác biệt của họa sĩ Hoàng Vinh. Nếu quý vị có thể thấy là tranh của Van Gogh mà quý vị xem, hoặc là tranh của Picasso hay là tranh Clonet, thì quý vị xem những bức tranh đó, quý vị có thể copy được đấy. Tại vì nó là dân họa thì người ta có thể copy, người ta chụp hình, người ta copy. Nhưng tranh của họa sĩ Hoàng Vinh chỉ có trong không gian của Hoàng Vinh mà thôi. Không, quý vị sẽ không tìm được tranh thứ hai, bởi vì họa sĩ Hoàng Vinh nói là for look but not for sale. Họa sĩ Hoàng Vinh chỉ cho chúng ta xem thôi mà không cho chúng ta mua. Như quý vị biết là trong quá khứ, lúc mà thời Việt Nam Cộng Hòa, họa sĩ Hoàng Vinh đã nói chúng ta trong cái phần trước là tranh của ông rất là đắt giá, rất là sau cái cuộc triển lãm rất nhiều người mua và rất là đắt giá. Nhưng mà bây giờ tranh của ông theo thời gian, tranh của ông đẹp hơn, tranh của ông quý phái hơn, hoặc là tranh của ông nó nổi bật hơn, nhưng mà ông lại không bán. Vậy thì cái ý nghĩ nào đã cho ông có sự suy nghĩ như vậy? Nếu mà không bán thì ông họa tranh để làm gì ạ? Dạ, kính thưa chị Phiên Đan, kính thưa quý thính khán giả. Sự thật ra thì vì lẽ là câu đó nói thì có vẻ hơi quá, nhưng mà đối với tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi bây giờ sự thật ra cũng đủ sống quá rồi. Vậy thì bán tranh để làm cái gì? Đương nhiên có thể là cúng vào tất cả các cơ quan từ thiện, nhưng mà cái đó là cái một phần thôi. Vì rằng khi tôi bán đi rồi thì bức tranh nó không còn với tôi nữa. Cho nên tôi có ý là cứ giữ lại đó. Để làm gì? Để làm một cái gallery của mình tại địa điểm của mình. Khi mà mình có qua đời nữa thì quý vị họ cứ đến đó, tùy theo cái môi trường đó xảy ra. Từ vì trên nguyên tắc chính, nếu mình giai đoạn này cũng không phải cần tiền, vậy thì cần cái gì? Đó là cái tư tưởng của tôi. Và tôi biết rằng vì tranh của tôi không phải là tranh thương mại, cho nên tranh của tôi rất hạn chế. Và tôi cố gắng giữ lại được một ngày nào đó thì hai ngày đó thôi. Thưa quý vị, thật ra Phiến Đan đã đến phòng tranh của họa sĩ Hoàng Vinh. Phải nói là bức tranh nào cũng có cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với mình, bởi vì nó mang một cái hình thái nghĩa là rất là sâu sắc, thâm trầm. Màu sắc chủ đạo của những bức tranh thay đổi, và sự suy nghĩ sau khi mà nghe họa sĩ giải thích thì chúng ta sẽ cảm thấy là tranh của họa sĩ Hoàng Vinh nó khác biệt với nhiều họa sĩ khác. Chẳng hạn như bức tranh này đó, nếu mà có nhiều người xem tranh của nếu mà họa những cái danh họa như là Monet, thì quý vị sẽ thấy là tranh của người ta nó sẽ mang một cái hình thức chủ tượng nào đó rất là khó hiểu. Nhưng mà hoa chìm ở trong những cái đóa hoa sen, chìm ở giữa lòng nước, nhưng mà nó mang cái tâm thức gì, nhìn rất là bức tranh rất đơn giản, nhưng mà là trở thành những bức tranh vô giá. Tranh của họa sĩ Hồng Vinh phải nói, Phiến Đan nói là nó khó, và nó có thể nói là nó đẹp. Đối với cái nhìn của Phiến Đan nó đẹp hơn nhiều lắm. Họ tranh của họa sĩ Monet thì Phiến Đan nói nếu Phiến Đan cầm cái bút Phiến Đan có thể bắt chước được đó. Nhưng mà tranh của họa sĩ Hoàng Vinh khó mà bắt chước được lắm. Thế thì họa sĩ, làm sao mà họa sĩ lại nghĩ rằng tranh của mình thời gian sau nó sẽ nằm ở một cái gallery nào đó,
cho người ta xem, nhưng mà nếu không có họa sĩ Hoàng Vinh người ta có hiểu được không? Dạ thưa, cái thời gian đó nó sẽ trả lời tự động. Vì rằng khi mà một cái tác phẩm, điểm thứ nhất là tôi có thể nói rằng một cái màu sắc người ta thấy vô ta đã cảm tình rồi. Thì từ cái màu sắc cho đến cái đường nét, từ lúc đó tự động nó sẽ đi đến trong một cái môi trường mà có thể nói mình không thể đoán được trước được, được. Chắc chắn nó như vậy. Tự vì tôi có cảm nghĩ rằng cái gì mới lạ và khác hẳn trên đời thì đương nhiên cái đó có vẻ đặc tính hơn chút. Đặc tính. Nhưng mà chưa dám nói đặc tính đến mức nào. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy rằng vừa rồi cách đây không xa có vào tháng 11 bức tranh của Linis thì trong lúc bán đến 450 triệu. Lisa Mosana đó, 450 triệu, thì thấy cái nghĩ như thế nào? Nhưng mà tác phẩm đó có thể đưa vào thờ vẽ, họ vẽ lại được, họ vẽ lại được. Vì bây giờ cũng đã có nhiều tác phẩm mà họ mạo danh, họ mạo danh bằng cách là họ vẽ lại mà cũng đã bán trên cái đấu giá, thì bây giờ họ mới tìm ra được đó là tác phẩm không phải là chính gốc mà tác phẩm giả mạo. Khi mà chúng ta thấy một bức tranh ấy, thì chúng ta sẽ thấy là bức tranh đó nó thời gian sáng tạo ra nó rất là khó và rất là lâu, tức là nói lên cái sự bền bỉ của một họa sĩ. Thì về cái sự bền bỉ thì Phía Nam cũng lại thấy ông ở trong những cái bài thi ca của ông có viết một bài gọi là Kiên Nhẫn. Thưa quý vị, vậy thì giữa cái sự bền bỉ của sáng tạo lên một bức tranh và cái kiên nhẫn trong một cái dòng thơ, nó mang cái tính chất gì ở con người của họa sĩ Hoàng Vinh? Dạ thưa, như thế này, nếu con người không có kiên nhẫn thì chắc chắn không làm gì được. Chắc chắn như vậy. Kiên nhẫn, mình phải kiên nhẫn tất cả mọi sự việc, để rồi từ kiên nhẫn đó mình mới học được, đúc kết được những cái gì thâm thúy mình học đấy. Mặc dù người ta la mắng hay là chửi bới bất cứ một cái gì, hoặc là người ta nói gì đi nữa, thì mình cũng vẫn học trong cái dở của người ta để mình học, mình tránh, và trong cái hay để mình giữ, mình lấy. Vì vậy mà phải kiên nhẫn. Vì kiên nhẫn của tôi cảm tưởng kiên nhẫn mới thành công.